Từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 9 tại XXIV Store đang có chương trình giảm giá mùa trung thu vô cùng hấp dẫn. Mình sẽ để link ở phần mô tả cho bạn nào quan tâm nha. Chào các bạn, vậy là mùa thu đã đến rồi. Cái thời điểm thu đông này thì luôn là cái thời điểm mà cá nhân mình thích nhất trong năm. Bởi vì khi mà vào những cái ngày thời tiết nó se lạnh, nó mát mát như thế này thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng được rất nhiều những chai nước hoa hay ho mà không sợ rằng cái mùi hương của mình nó quá nồng, nó quá đậm gây ảnh hưởng đến những người xung quanh. Và thường thì vào những ngày thu thời tiết mát mẻ như thế này thì mình sẽ bỏ lại nào là Light Blue Forever hay là Creed Silver Mountain Water lại. Thay vào đó mình sẽ lôi những chai nước hoa có chủ đạo là mùi ngọt, mùi gỗ, mùi thuốc lá mà mình đã cất suốt cả mùa hè trong tủ ra, thì bây giờ mình sẽ lôi ra để dùng. Thì trong video ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn top những chai nước hoa designer mà cá nhân mình đánh giá rằng nó rất phù hợp dành cho thời tiết mùa thu. Thật sự để mà nói thì sẽ có rất nhiều, có vô vàn những chai nước hoa hay để chúng ta dùng vào thời tiết mùa thu. Tuy nhiên trong khuôn khổ video ngày hôm nay thì mình xin phép chỉ kể ra 3 chai nước hoa tiêu biểu mà cá nhân mình nghĩ rằng nó cực kỳ xứng đáng có mặt trong danh sách ngày hôm nay. Chai đầu tiên đó chính là Dior Homme Intense. Rất xin lỗi các bạn bởi vì là mình hiện tại thì mình đang không có Dior Homme Intense trên tay, bởi vì là mình thì đang ở Sài Gòn bị kẹt mấy tháng nay rồi. Còn cái chai Dior Homme Intense của mình thì mình lại đang để ở Hà Nội cơ. Thì mình sẽ cầm tạm chai Dior Homme này để các bạn nhìn thôi. Chỉ nhìn thôi nhá, chứ không phải là mùi hương của chai này đâu. Mở đầu của Dior Homme Intense chúng ta sẽ ngửi được rất rõ mùi hương của hoa diên vĩ. Và đây cũng chính là cái DNA huyền thoại làm nên tên tuổi của cả line nước hoa Dior Homme. Và nếu như các bạn chưa biết thì chai nước hoa đầu tiên của line Dior Homme là chai Dior Homme bản 2005 ấy, thì chính là chai nước hoa nam đầu tiên sử dụng diên vĩ làm cái nguyên liệu chủ đạo. Và cá nhân mình nghĩ rằng đấy cũng chính là cái yếu tố tạo nên cái sự thành công vang dội của cả line nước hoa này. Mùi hương diên vĩ ở đây được làm rất sạch sẽ, rất sang trọng. Nó có cảm giác powdery thường thấy ở cái loài hoa này, nó hơi man mát một chút. Và khi mà các bạn ngửi kỹ thì sẽ có cảm giác nó hơi ngọt từ quả lê và thêm vào đó một chút fresh đến từ oải hương, nhưng mà nó không quá rõ. Độ khoảng một vài phút sau thì các bạn sẽ ngửi thấy mùi hương của xạ hương bắt đầu xuất hiện, và sau đó thì các bạn sẽ thấy là mùi hương nó không biến chuyển quá nhiều. Chúng ta vẫn thấy chủ đạo ở đây là diên vĩ kết hợp với cả xạ hương. Và nếu như các bạn tinh ý và ngửi kỹ một chút thì các bạn sẽ thấy nó có cái mùi nó hơi ngọt nhẹ đến từ cacao xen lẫn một chút vani, cảm giác nó rất là nịnh mũi, ngửi cực kỳ sướng. Về cơ bản thì Dior Homme Intense cá nhân mình đánh giá rằng nó vẫn luôn là một chai nước hoa rất hay, rất đa dụng cho anh em dùng vào thời tiết mùa thu đông. Hiện tại thì bản Dior Homme Intense 2020 cá nhân mình đã có cơ hội để sử dụng và so sánh nó với cả bản Dior Homme Intense 2017 mà mình sở hữu thì mình thấy rằng nó có nhẹ đi một chút so với những bản trước. Mùi hương cảm giác có phần nó sáng hơn và diên vĩ ở đây nó cũng bớt dày hơn, cho nên cảm giác rằng nó sẽ phù hợp hơn với cả thời tiết mùa thu. Còn tổng thể về mùi hương và cái DNA của Dior Homme Intense thì mình thấy rằng nó không thay đổi một chút nào cả, nó vẫn giữ nguyên như vậy. Nếu như Dior Homme 2020 nó là một sự quay xe đột ngột của Dior thì với Dior Homme Intense 2020 thì mình thấy rằng nó vẫn giữ được cái mùi hương như những cái phiên bản trước đấy. Và theo ý kiến cá nhân của mình thì Dior Homme Intense nó vẫn luôn là một trong những chai nước hoa designer hay nhất cho nam tính đến thời điểm hiện tại. Chai số 2 mà mình muốn giới thiệu với các bạn ngày hôm nay đó chính là Replica Jazz Club. Nếu để chọn một mùi hương chủ đạo là thuốc lá dành cho mùa thu thì mình sẽ chọn Jazz Club. Đây có lẽ là chai nước hoa nịnh mũi nhất và cũng bán chạy nhất của nhà nước hoa Maison Margiela cho đến thời điểm hiện tại. Mở đầu của Jazz Club là mùi ngọt của vani kết hợp với cả mùi hương thuốc lá cực kỳ mượt và cực kỳ nịnh mũi. Thêm vào đó là một chút chónh choáng buji của rượu rum nữa. Sau đấy khi mà cái vị ngọt của vani nó dịu xuống thì mình bắt đầu thấy sự xuất hiện của một chút gia vị và cỏ hương bài. Và khi mà nó dry down hẳn xuống ở trên da ấy thì đây mới là cái phần mình thích nhất của Jazz Club này. Đó là mùi hương của thuốc lá phảng phất trên nền da thuộc. Thêm vào đó là mùi hương của nhựa cây khô, nó hơi ngọt ngọt. Nó tạo cho chúng ta một mùi hương nó vừa tinh tế, nó vừa nam tính. Nhìn chung là nó mang lại một cảm giác mà cực kỳ bánh cuốn, khiến chúng ta chỉ muốn hít hà ngửi mãi thôi. Ngoài Replica Jazz Club ra thì nếu như các bạn muốn một mùi hương thuốc lá khác dành cho mùa thu thì các bạn hoàn toàn có thể tham khảo đến Dolce & Gabbana The One Eau de Parfum. Thì đây cũng là một chai nước hoa có chủ đạo là thuốc lá khá là hay. Tuy nhiên nếu mà để so với cả Jazz Club thì The One cái khả năng lưu mùi của nó kém hơn, và cảm giác như nó cũng không sang trọng bằng mùi hương của Jazz Club nữa. Và có một cái điều hay ở những chai nước hoa Replica đó là gì? Đó là các bạn sẽ nhận được đúng những gì các bạn đọc được ở đây. Jazz Club, tức là khi mà các bạn ngửi mùi hương của Jazz Club ấy, nó đúng là một cái cảm giác mà các bạn đang ngồi tại một cái quầy cocktail bar, xong rồi các bạn nghe nhạc jazz, nó đúng là như vậy luôn. Thêm vào đó nữa là các bạn sẽ có một chai nước hoa với một mức giá cực kỳ dễ chịu, và với số tiền các bạn bỏ ra thì các bạn sẽ nhận được một chai nước hoa nó nằm ở cái khoảng giữa niche và designer. Thì đúng, đây là một chai nước hoa designer Tuy nhiên cái chất lượng mà họ mang lại cho chúng ta thì thực sự là nó khá là niche. Thì khi mà các anh em đi vào bar hay là đi tiệc mà xịt jazz club thì nó sẽ mang lại cho anh em một cái vibe nó kiểu classic, nó cổ điển, nó rất là cuốn hút. Và mình dặn anh em là hãy chuẩn bị tâm lý kỹ đi, bởi vì khi mà kết hợp với cả một cái ngoại hình bảnh bao, một cái phong thái nó đàn ông thì jazz club nó sẽ làm cho anh em cực kỳ tồn gái đấy, nó cực kỳ sát thủ luôn. Và chai nước hoa cuối cùng của ngày hôm nay, YSL La Nuit de l'Homme. Có thể các bạn đã biết rồi thì La Nuit de l'Homme nó là một trong những chai nước hoa mà cá nhân mình cảm thấy yêu nhất, cảm thấy mê nhất. Thì mùi hương chủ đạo của La Nuit de l'Homme nó là hoa oải hương và bạch đậu khấu. Oải hương thì nó luôn là một trong những nốt hương hoa tím rất là hay, bởi vì nó gợi lên được cái sự thanh lịch và cái sự quyến rũ. Và mình không nhớ là mình đã đọc ở đâu được một cái thông tin rằng là các chị em phụ nữ ấy, thì thông thường là rất thích ngửi mùi hương của hoa oải hương. Còn bạch đậu khấu nó là một cái nốt hương nó rất là phổ biến trong nước hoa, nó mang lại cho chúng ta một cảm giác mùi hương nó hơi cay cay, hơi nồng nồng. Và YSL đã rất thành công khi mà tạo ra được một chai nước hoa có mùi hương là cái sự kết hợp của những cái nốt hương nó đi theo cái hướng nó hoàn toàn đối lập nhau. Oải hương ở đây nó ngửi fresh, kết hợp với cả bạch đậu khấu nó hơi cay cay, hơi nồng nồng, nó dày mùi, thêm vào đó là một chút cam bergamot. Tổng thể nó tạo ra một cái mùi hương mà mình phải thốt lên rằng nó cực kỳ sướng khi mà chúng ta ngửi, cực kỳ sướng. Wow wow wow. Mặc dù là đúng La Nuit de l'Homme nó không phải là một chai nước hoa mới, không phải là một cái gì đấy nó quá mới mẻ với mọi người nữa, nó đã ra mắt được khoảng hơn một thập kỷ rồi, nhưng đây vẫn là một cái gì đấy nó vô cùng nó lãng tử, vô cùng quyến rũ, và đây sẽ là một cái món vũ khí lợi hại để làm cho các chị em phải siêu lòng. Và có một sự thật không mấy vui vẻ, đó chính là La Nuit de l'Homme bây giờ phiên bản hiện tại nó không còn dày mùi, nó không còn đậm đà những cái phiên bản cách đây khoảng độ hơn chục năm nữa. Tuy nhiên thì cá nhân mình đánh giá rằng những cái phiên bản về sau của La Nuit de l'Homme thì cái DNA của nó không thay đổi, chỉ là mùi hương nó có phần nó nhẹ đi và khả năng lưu mùi nó không còn được ở cái mức khủng khiếp quái vật như trước đây nữa, nhưng mà nó vẫn đủ dùng. Chính vì thế cho nên là những ai yêu thích mùi hương của La Nuit de l'Homme thì đây vẫn là một trong những chai nước hoa mà cực kỳ đáng sở hữu. Và bản thân mình thật lòng nghĩ rằng anh em nên thử La Nuit de l'Homme ít nhất một lần trong đời, đặc biệt là vào những ngày trời mùa thu. Anh em chỉ cần xịt La Nuit de l'Homme lên người, sau đấy đi ra quán cà phê nhâm nhi một ly cà phê, hít một hơi thật sâu. Cái mùi hương của tiết trời mùa thu nó kết hợp với mùi hương của La Nuit de l'Homme thì thật sự nó phải là một cái thứ gì đấy mà mình gọi là một cái mùi hương của nó làm mê hoặc lòng người. Thì vừa rồi là 3 chai nước hoa designer mà mình vô cùng tâm đắc dành cho thời tiết mùa thu. Tuy rằng 3 chai nước hoa vừa rồi không phải là những chai nước hoa mới mẻ, nhưng thật sự để mà nói thì chúng nó đều xuất sắc và đều xứng đáng có mặt trong danh sách ngày hôm nay. Mình tin chắc rằng rất nhiều anh em ở đây phải đồng ý với mình về điều đó. Thì trong video tới mình sẽ làm về top những chai nước hoa niche dành cho mùa thu. Cho nên anh em nhớ hãy giữ gìn sức khỏe và chờ video của mình nhá. Cảm ơn mọi người đã xem hết video của mình hôm nay. Mọi người đừng quên bấm nút đăng ký, bên cạnh có cả chuông, bấm nút để không bỏ lỡ bất cứ video nào của mình. Còn bây giờ thì bye bye.